những câu nói chạm đến tự ái của bạn, tuy phũ nhưng thật. Các bạn cùng xem nhé. Đừng chỉ nghĩ theo chiều hướng an ủi mình. Khi bạn bè thành công, còn bạn chẳng có gì, bạn nghĩ họ có người chống lưng, có chồng đại gia, có nền tảng gia đình vững chắc. Thật ra, không phải bạn nghi ngờ tài năng của họ, bạn chỉ đang viện lý do để an ủi con tim tan vỡ của mình. Muốn thay đổi thế giới, trước hết bạn cần thay đổi chính mình. Ai cũng muốn thay đổi cả thế giới, những thói hư tật xấu của mình còn không sửa được thì làm được việc gì? Nỗ lực sẽ vất vả, có khi còn khiến bạn thất vọng, không nỗ lực thì nhẹ nhàng thoải mái hơn. Còn gì tuyệt vời hơn ngày ngày nằm xem TV, lướt TikTok, ăn bánh uống nước, nhưng khi người khác trở nên giàu có, nổi tiếng thì bạn đừng sốt ruột đấy nhé. Cách tốt nhất để giải quyết mọi phiền não là không đòi hỏi quá nhiều. Thay vì bực bội khi người khác không giúp đỡ, sao bạn không cố gắng giành lấy bằng chính sức mình? Lý do gì họ phải giúp đỡ bạn? Bạn không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tầm nhìn quyết định hoài bão, nhận thức quyết định bạn có thể đi được bao xa. Khởi điểm càng thấp càng phải nỗ lực. Nếu xuất phát điểm của bạn không bằng người khác, cách duy nhất để bạn vượt qua họ là nỗ lực gấp 100.000 lần họ. Lương càng thấp, khả năng chi phối cuộc sống càng thấp. Khách quan mà nói, năng lực của bạn như thế nào, thế giới trong tay bạn sẽ như thế ấy. Bạn thấy mức lương của mình quá thấp bởi bạn đang đứng ở góc độ bản thân mình. Nếu một ngày bạn lên làm ông chủ, nhớ lại ngày đó, bạn sẽ biết ơn ông chủ đã quá ưu ái bạn. Lương càng cao, càng ít thời gian dành. Người khác nhiều tiền, phong thái đĩnh đạc khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng bạn có biết khi bạn nằm mườn ra giường buôn chuyện thì họ đang làm việc bên ngoài. Tìm thêm ưu điểm, quên đi khuyết điểm của người khác. Học hỏi điểm mạnh của người khác sẽ giúp bạn tiến bộ từng ngày. Còn chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác, bạn sẽ trở thành một kẻ hẹp hòi. Đừng coi thường năng lực của những kẻ nịnh bợ, đó cũng là một loại năng lực. Nếu bạn lên làm lãnh đạo, bạn có thích nghe người khác nịnh bợ mình không? Điều bạn ghét chính là người khác có thể khiến sếp vui lòng, giúp bầu không khí vui vẻ, trong khi bạn không thể làm được điều đó. Một ngày bạn sống thế nào, cả đời bạn sẽ như vậy. Ngày mai, mình sẽ bắt đầu đọc sách, bắt đầu học, bắt đầu dậy sớm đi làm. Những việc lên kế hoạch cho ngày mai, cả đời này khó mà thực hiện được, chi bằng bây giờ bắt tay và làm ngay. Lãnh đạo thích những người mang lại hiệu quả công việc. Điều này cũng giống như giáo viên ở trường thích học sinh giỏi vậy. Ai cũng thích những người ưu tú, không ai thích kẻ đi bằng đầu gối cả. Đừng nghĩ thế giới này không công bằng. Khi bạn giỏi giang, bạn sẽ thấy cuộc đời này hết sức công bằng. Nơi làm việc nào chả có đấu đá, bạn không chấp nhận được thì về nhà mà nằm. Đâu đâu cũng có cạm bẫy, những trò đấu đá lẫn nhau, có cố gắng cũng chẳng cách nào thay đổi đi được.